Thưa quý vị, chợ Đông Ba là một trong những địa chỉ được nhiều du khách khám phá khi đến Huế. Tuy nhiên, ít người biết ở khu chợ nổi tiếng này có một lầu may đã tồn tại gần 50 năm qua. Như một góc xưa cũ, lầu may chợ Đông Ba, nơi hàng chục người thợ làm nghề vẫn đang tiếp nối công việc làm đẹp cho đời, đem lại một cảm giác yên bình, một không gian đầy chất hoài niệm. Là người lớn tuổi nhất còn làm việc tại lầu may chợ Đông Ba. Gần 50 năm qua, cứ đều đặn mỗi ngày, bà Huỳnh Thị Tâm cùng với những người thợ tại đây vẫn hăng say làm việc với những chiếc máy may truyền thống. Tiếng lạch cạch liên tục của những chiếc bàn may khiến cho một không gian nhỏ của chợ Đông Ba trở nên nhộn nhịp. Sáng đi tối về rồi bình thường một ngày như mọi ngày rồi. Cũng có việc khách quen của mình mấy mươi năm rồi họ cũng lưu tới máy rồi. Không có chi đến nghỉ nhà cũng được mà con buồn. Tuổi già rồi thì mình làm việc già của mình. Mặc dù là thịnh vượng hẳn cũng đắt đỏ giống như thời xưa nhưng mà cái lâu nếu vẫn duy trì máy cũng cổ phục có chính đây đủ để mà lưu lại nét Huế vì là hàng cổ truyền. Ra đây thì là 70 năm rồi đấy. 70 năm, năm nay là 72 tuổi là coi như 70 năm thôi. Mà cái cám nghề máy thì nghề làm thôi. Đến khi là coi như không làm được thì thôi. Với những người trẻ như anh Tuấn, bên chiếc máy may cũ kỹ do ông nội để lại, nó cũng chính là tuổi thơ của anh khi hàng ngày theo ba ra lầu may để vui chơi và học nghề. Giờ đây, chính chiếc bàn may lại trở thành cần câu cơm để anh tiếp tục theo đuổi nghề truyền thống của cha ông. Mình cũng thấy có cảm thức yêu nghề máy này, cũng theo ba ra cũng đi làm với ba luôn. Rồi lên thời gian đó đến từ mình theo nghề của ba mình cũng hướng nội mình. Bộ nghề truyền thống của nghề mình phải nâng cao tiếng nghề mình cao lên, đừng kiếm một chỉ cho sắc sảo để thu hút khách hàng nhiều hơn. Chợ Đông Ba đã thay đổi nhiều, nhưng lầu may thì vẫn thế, vẫn xưa cũ, hoài niệm, vẫn đều những nhịp may tiếp nối qua nhiều thế hệ. Nhiều khách hàng cũng gắn bỏ với không gian và tiếng máy lạch cạch hàng ngày ở đây. Họ đến đặt may vì tin tưởng vào đôi bàn tay của những người thợ. Nắm muộn lên máy để bừng mùa hè. Đây họ máy đương kiếm mùi chỉ chắc chắn hơn. Ngoài chợ thì máu bún chỉ bún đô rồi đó. Chúng công nghiệp thì hẳn bằng thợ máy rồi. Máy thì ải hơn, đương chắc chắn hơn, thích hơn. Dù công việc ngày càng khó khăn, thu nhập không cao khi xu hướng thời trang ngày càng hiện đại, những trang phục truyền thống dần rơi vào quên lãng. Nhưng với những thợ may tại lầu may chợ Đông Ba vẫn tiếp tục giữ lấy nghề. Bởi theo họ, chỉ khi những chiếc máy may truyền thống vẫn còn lạch cạch, luồng chỉ, thì cũng là đang giữ lại những giá trị xưa cũ của lầu may, giữ lại một nét riêng có cho chợ Đông Ba.